Diệu đế thứ ba, đoạn diệt khổ đau. Sự thật thứ ba là lời khứa khả của Đức Phật rằng khổ đau có thể được đoạn trừ. Sự chấm dứt đó xuất phát từ việc hoàn toàn diệt bỏ mọi chấp thủ, mọi ái dục của chúng ta. Giờ thì ta đã bắt đầu hiểu về nhân quả của hành động cá nhân của mình và chấp nhận trách nhiệm cho lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Ta có thể thấy rằng chính ta đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chấm dứt sự đau khổ của bản thân. Tuy nhiên, ở thời điểm này thật khó để ta có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn ra sao. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không còn có sân hận hay tham muốn nữa? Các đệ tử của Đức Phật cũng đã có những thắc mắc như thế. Một lần, ngài Xá Lợi Phất, một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật và chính ông cũng là một vị thầy đã giác ngộ, đang có cuộc thảo luận với một nhóm các vị tu sĩ. Họ hỏi rằng: "Thưa đại đức, trạng thái hạnh phúc toàn diện mà Đức Phật gọi là niết bàn, không phải là thứ hạnh phúc dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Làm sao có thể có một cái gì đó không được trải nghiệm mà được gọi là hạnh phúc?" Ngài Xá Lợi Phất trả lời: "Đó là lý do tại sao nó được gọi là hạnh phúc Trích trong Tăng Chi Bộ Kinh Chương 4, bài kinh số 3 Nói cách khác, hạnh phúc bao gồm những gì không phải trải qua. Diệu đế thứ ba dạy rằng hạnh phúc xóa sạch tất cả mọi trạng thái tâm tiêu cực, tất cả tham, sân, si. Cuối cùng, khi chúng ta đã thành công trong việc dập tắt các ngọn lửa nội tâm, làm cháy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm thì lúc đó ta sẽ chứng nghiệm được hạnh phúc toàn vẹn, thanh tịnh tuyệt đối. Có thể khó tưởng tượng ra trạng thái đó cảm giác như thế nào, nhưng cách duy nhất để tự khám phá ra điều đó là bước theo con đường đạo dẫn đến mục đích đó. Giống như phần đông chúng ta, các vị tu sĩ tham vấn với ngài Xá Lợi Phất muốn biết ngay từ khi mới bắt đầu con đường đạo, đoạn cuối của nó ra sao. Điều này cũng giống như khi ta hỏi một bé gái cháu cảm thấy thế nào khi sinh em bé? cô bé đó chưa hề sinh nở. em phải lớn lên và trưởng thành để có được kinh nghiệm đó. cô bé có thể nói đôi chút về sự sinh nở từ những điều em đã được học hay đã nghe qua. nhưng em không thể diễn tả hoàn toàn tất cả kinh nghiệm đó. Ngay chính mẹ em có thể cũng không có khả năng để nhớ lại lúc sinh nở ra sao. bà có thể nói về kinh nghiệm của bản thân nhưng khi người nghe chưa bao giờ có kinh nghiệm sanh nở thì cũng không thể hiểu người mẹ ấy cảm giác thế nào hạnh phúc thường hằng của giác ngộ cũng giống như thế chỉ có những người đã qua các giai đoạn tu tập và đã tự mình trải qua chứng nghiệm đó mới có thể hiểu được thí dụ cô bé đó đến hỏi cha mình ba ơi liên hệ của ba với mẹ là như thế nào người cha có thể trả lời con ơi hãy ra ngoài chơi đi cha sẽ nói cho con biết sau này có lẽ khi cô bé đã trưởng thành đến tuổi lập gia đình người cha mới nói với con gái lâu rồi con đã hỏi cha về sự liên hệ giữa cha với mẹ con là gì giờ con có muốn nghe câu trả lời không người con gái trả lời không thưa cha con đã biết câu trả lời người con gái đã trưởng thành trong hiểu biết cô đã tự biết câu trả lời nếu một kinh nghiệm thế tục như là sự liên hệ giữa một người nam và một người nữ đã khó trả lời như thế hãy tưởng tượng xem để hiểu được hạnh phúc toàn vẹn của sự giải thoát khỏi khổ đau còn khó đến ngần nào hiện tại tâm ta tràn đầy bao suy tưởng quan niệm thiên kiến mà đa số xuất phát từ lòng tham sân và si cố hiểu cho được sự nhiệm màu của hạnh phúc toàn vẹn trước khi ta diệt bỏ được các tâm tiêu cực là điều không tưởng ta không thể làm gì hơn là dựa vào các ẩn dụ ngụ ngôn kinh sách do các bậc chứng ngộ kể lại và cố gắng suy luận để có được chút hiểu biết nào đó thí dụ thời xa xưa có một chú rùa sống giữa một đàn cá và những sinh vật biển khác bỗng nhiên rùa biến mất khi rùa trở về bọn cá hỏi nó đã đi đâu tôi lên mặt đất còn rùa trả lời chúng chúng lại hỏi nước trên mặt đất ra sao rùa trả lời mặt đất không có nước vậy sao anh bơi được tôi không bơi tôi đi đi anh nói đi là sao và anh có thấy nhiều cá trên đó không khi rùa cố gắng giải thích đàn cá nói một cách nghi ngờ không có nước không có cá anh không lội được và anh nói rằng anh đi làm sao có thể như thế được rùa trả lời các bạn muốn hiểu sao cũng được còn tôi, tôi sẽ trở lên đất liền. Nói xong, rùa bỏ đi. Cũng giống như đàn cá, không thể hình dung về ý nghĩa của đất liền. Người còn đầy phiền não do tham sân si, không thể hiểu được niết bàn. Để có thể tuệ trì được điều đó, ta phải chuyển hóa tất cả các trạng thái tâm tiêu cực và tự mình chứng nghiệm giác ngộ. Hiện tại thì kinh nghiệm gần gũi nhất đối với hạnh phúc của giác ngộ là trạng thái tâm thanh tịnh mà thỉnh thoảng chúng ta có thể đạt được khi buông xả được các gánh nặng của mình trong một giây phút nào đó. Khi tâm chỉ là tâm chứ không có gì trong đó nữa. Sự hiểu biết do suy luận mà ta có được ở những lúc như thế có thể so sánh với việc ta đang đi trên sa mạc và cảm thấy mệt mỏi, đói khát. Rồi ta tìm được một cái giếng sâu với ít nước ở dưới đáy, nhưng chung quanh không có gào mút hay dây kéo. Nhưng ta đã quá suy nhược, không còn sức lực để bệnh một cái gào mút nước. Vì thế, dầu là ta có thể nhìn thấy nước, ta vẫn không thể chạm đến được. Nói gì đến chuyện uống? Tương tự, khi tâm tạm thời được giải thoát khỏi tham sân si, ta có thể cảm nhận được sự thanh tịnh của Niết Bàn. Nhưng không nhất thiết là ta có phương tiện để đạt đến đó. Đoạn diệt được lòng tham ái thì cũng giống như tìm được sợi dây của tâm từ bi. Giải thoát được tâm khỏi sân hận thì cũng giống như gắn được sợi dây đó vào cái gầu của tình thương yêu. Sức mạnh trong đôi tay thì tự như trí tuệ, sự giải thoát khỏi vô minh. Khi ta có thể kết hợp ba phẩm chất này lại với nhau, thì ta có phương tiện để cuối cùng được nếm hạnh phúc toàn vẹn của Niết Bàn. Trạng thái hạnh phúc này không thể diễn tả được bằng lời đặc tính duy nhất của nó là sự thanh tịnh. Nó không sinh, không được cấu thành và không có điều kiện. Vì thế, điều duy nhất ta có thể làm là nói về những gì mà trạng thái này không có. Ở đó không có lòng tham, sự bám víu chấp chặt vào sự vật, con người hay quá khứ. Ở đó cũng không có sân, xung đối, thù hằn hay tham luyến. Ở đó không có sự lầm lạc, nhìn mọi sự vật như là thường hằng tự tại hoặc là có một linh hồn hay một cái ngã bên trong những người còn sống trong ảo tưởng rằng họ đang hưởng thụ cuộc sống như nó là trong một thế giới khổ đau khi nghe sự diễn tả này có thể sẽ nói như vậy giác ngộ đâu có gì là tốt đẹp không chắc gì tôi đã muốn đạt được trạng thái đó ở đó có nhà cửa không rồi còn gia đình trường học bảo hiểm y tế bệnh viện đường xá dân dân những câu hỏi này đã được đặt ra với tôi. Câu trả lời phải là không. Những người còn bám víu vào cuộc sống vào sự luân hồi vô cùng tận này sẽ không có tâm sáng suốt để muốn đạt được trạng thái của sự thanh tịnh toàn vẹn. Họ không hiểu diệu đế thứ nhất của Đức Phật rằng khổ là điều không thể tránh được hay diệu đế thứ hai của ngài rằng càng ham muốn thì ta càng khổ đau không có chánh kiến về những điều căn bản này thì họ khó mà hiểu được diệu đế thứ ba của Đức Phật rằng khổ sẽ chấm dứt khi ta đoạn diệt được tất cả mọi tham ái, mọi bám phiếu. Có thể sẽ có thắc mắc không biết việc ta muốn đạt được giác ngộ và thoát khỏi dòng luân hồi vô cùng tận có được chấp nhận không? Câu trả lời là được. Đây là một ước muốn thiện được gọi là ước muốn được không còn ham muốn. Diệu đế thứ tư, con đường đạo. Diệu đế thứ tư của Đức Phật là con đường đạo dẫn đến sự chấm dứt khổ. Con đường tám ngành, tức bát chánh đạo, mang lại hạnh phúc và an bình cho những ai thực hành chúng. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ từng bước một, nhưng giờ hãy điểm sơ so qua. Bước một, chánh kiến trong giáo lý của Đức Phật đòi hỏi chúng ta phải liễu tri các hành động thiện dựa trên nhân quả và tứ diệu đế và xét xem chúng có phù hợp đối với giáo lý của Đức Phật nói chung. Bước 2. Chánh tư duy hướng ta đến ba tư duy tích cực. Sự rộng lượng hay xả, tình thương yêu và lòng bi mẫn. Bước 3. Chánh ngữ dạy chúng ta làm thế nào để nói sự thật và tránh nói lời ác độc, cọc cằn, phù phiếm để giúp ta tiến trên con đường đạo. Bước 4. Chánh nghiệp Đưa ra những nguyên tắc giúp ta sống có đạo đức, nhất là tránh giết hại, trộm cắp, tà dâm và các chất gây nghiện. Bước 5. Chánh mạng Giải thích tại sao việc ta chọn một công việc hay nghề nghiệp thích đáng là điều quan trọng đối với sự thực hành tâm linh và đối với những câu hỏi về đạo đức trong kinh doanh, thái độ của chúng ta phải thế nào? Bước 6. Chánh tinh tấn Đề ra bốn bước mà ta có thể theo để thúc đẩy công phu tu tập, ngăn ngừa các trạng thái tâm tiêu cực, chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực, vun trồng các trạng thái tâm tích cực và duy trì các trạng thái tâm tích cực. Bước 7, chánh niệm, nói đến sự thực hành thiền chánh niệm, nhất là vun trồng chánh niệm nơi thân, thọ, tâm và pháp. Bước 8, chánh định, nói đến bốn giai đoạn của thiền định sâu xa, mà chúng ta có thể đạt được trong thiền quán. Tám bước này tức bát chánh đạo không chỉ là một bản liệt kê thú vị về các tư tưởng đã được Đức Phật dạy, mà chúng là nguồn hy vọng tốt đẹp nhất của chúng ta để đạt được giác ngộ. Nếu tám bước này là những điều mà bạn sẽ đọc lướt qua một cách nhanh chóng rồi để qua một bên, là bạn đã không nắm được sự quan trọng của chúng không có lời dạy nào trong giáo lý của đức phật sâu sắc hơn và quan trọng hơn đúng ra tám bước này chính là phật pháp tám bước này thường được diễn tả như một bánh xe bánh xe của trí tuệ ngược lại với bánh xe của luân hồi sanh tử không dừng dứt trí tuệ sẽ chặn đứng lại vòng xoay của sanh tử luân hồi các nấc trên bánh xe trí tuệ là tám bước trên con đường đạo của phật trục bánh xe là sự kết hợp của tâm từ bi và trí tuệ ngược lại những nấc trên bánh xe của sanh tử luân hồi là bao kiếp sống mà chúng ta đã phải trải qua và rồi chúng sẽ còn đưa ta đến các cõi khổ đau trục của bánh xe đó là sự kết hợp của tham sân và si cả hai bánh xe đều luôn chuyển động chúng ta đã nhìn thấy tất cả quanh ta là những dòng bánh xe không dừng dứt của sanh và tử. Cây cỏ, thú vật và con người luôn được sinh ra rồi chết đi, nhưng sẽ khó nhận ra sự chuyển động của bánh xe trí tuệ, tùy nó vẫn có mặt. Quanh ta bao người vẫn đang tụ tập theo con đường đến hạnh phúc của Đức Phật. Bánh xe này chuyển động vì sự thực hành tâm linh rất mạnh mẽ, luôn hoạt động và luân chuyển. Dáng hình tròn của cả hai bánh xe đều là biểu tượng của sự toàn vẹn bánh xe của sanh tử cũng là một quy trình khép kính tuyệt đối đó là một hệ thống toàn hảo để luân chuyển trong khổ đau trong khi dáng hình tròn của bánh xe trí tuệ biểu tượng rằng bác chánh đạo là đầy đủ vẹn toàn để tự giải thoát khỏi khổ đau bạn cần thực hành mọi khía cạnh của bánh xe trí tuệ chỉ đọc về tám bước của bánh xe tức bác chánh đạo sẽ không giúp bạn được hạnh phúc nếu bạn cố gắng để giữ một bánh xe đạp đứng thẳng, nó sẽ ngã xuống. Tuy nhiên, nếu bạn giữ cho bánh xe quay bằng cách đạp xe đi tới, thì bánh xe sẽ đứng thẳng cho đến khi nào sự chuyển động dừng lại. Để mang đến lợi ích cho bạn, bánh xe của trí tuệ cũng cần phải được lăn đi trong sự thực tập hàng ngày. Chánh niệm về chánh kiến. Để bạn biết làm thế nào thực hành bước thứ nhất chánh kiến về tứ diệu đế. Thí dụ, một buổi sáng kia, khi ngồi trên gối thiền, bạn cảm thấy đau ở chân. Thay vì chỉ ghi nhận sự phát sinh và hoại diệt của cảm giác đó, thì bạn trong trường hợp này lại cảm thấy khổ vì cái đau và sự khó chịu của bạn càng làm nó đau thêm. Nếu tâm chánh niệm của bạn đã thuần thục thì vấn đề này đã không xảy ra. Nhưng giờ bạn đã xa lầy, bạn có thể làm được gì bây giờ? bạn có thể chế ngự được sự phiền não do cái đau mang đến bằng cách thực hành bát chánh đạo của Đức Phật. Đây là cơ hội để quan sát tứ diệu đế trong thực hành. Mặc dù tám bước bát chánh đạo đã được mô tả theo một thứ tự đặc biệt, nhưng chúng ta không cần phải thực hành chúng theo thứ tự đó. Không đơn giản và rõ ràng như thế. Thí dụ như ta đang nấu ăn trong nhà bếp, nơi tất cả các dụng cụ đều được treo theo kích cỡ và được xếp đặt gọn gàng theo một thứ tự logic nào đó, thì ta cũng không dùng các dụng cụ này theo thứ tự mà chúng đã được xếp đặt. Thế vào đó, ta sẽ lấy bất cứ cái chảo hay cái nồi nào mà ta đang cần lúc đó. Cũng thế, khi áp dụng bác Chính đạo và cuộc sống hàng ngày, đòi hỏi ta phải chọn lựa và sử dụng bất cứ bước nào mà ta cần. Do đó, Trước hết, ta chánh niệm về cái đau và sự phản kháng của ta đối với nó. Như thế là ta đã sử dụng chánh niệm là bước thứ bảy của bác chánh đạo. Với chánh niệm, ta bắt đầu nhận thức rằng đây là khổ. Khi nhìn ra sự thật của khổ là ta đã nhận ra diệu đế thứ nhất. Nó trở thành một thực tại đối với ta và ta bắt đầu thực hành chánh kiến là bước đầu tiên của bác chánh đạo với sự chú tâm chánh niệm ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng càng phản kháng cái đau thì ta càng cảm thấy tệ hại hơn vì thế ta cố gắng để chế ngự buông xả sự phản kháng hành động đó liên quan đến chánh tinh tấn là bước thứ sáu ta buông xả sự phản kháng bằng cách thư giãn và thiết lập một thái độ thân thiện hơn ta có thể ví dụ suy luận rằng cái đau trong chân cũng đáng được chấp nhận thương yêu như bất cứ những cảm giác nào khác của thân. Bằng cách đó, ta tu tập một khía cạnh của chánh tư duy là bước thứ hai. Sau đó, ta có thể quán sát rằng nỗi khổ phát sinh không chỉ vì sự phản kháng mà còn vì ta mong muốn được cảm thấy dễ chịu hơn. Thí dụ, ta có thể nghĩ giá mà tôi có thể ngồi một cách yên tĩnh, không bị đau đớn. Thấy được sự liên hệ với lòng ham muốn và sự khổ đau sẽ đưa chúng ta thẳng đến trí tuệ trong diệu đế thứ hai. Sự thật rằng chính lòng tham ái đem lại khổ, giờ thì chánh kiến của ta đã được phát triển sâu xa hơn. Khi ngồi với ý thức về diệu đế thứ hai, ta trở nên rất rõ ràng về sự liên hệ giữa lòng tham ái và khổ. Do đó, chánh niệm cũng được phát triển sâu hơn. Vì thế quá rõ lòng tham ái đi đến khổ như thế nào, nên ta phát khởi quyết tâm phải làm điều gì đó đối với lòng tham ái, phát khởi quyết tâm là ta đã lại thực hành chánh tinh tấn, nhưng lần này là để buông bỏ tâm tham ái, bám víu vào những cảm giác dễ chịu. Tư tưởng buông xả còn được biết đến như là xả ly là một chiếc cạnh khác của chánh tư duy. Có thể lúc đầu chúng ta đã phản ứng lại với cái đau, với cảm giác thất vọng, bực tức, nếu sự tự trách hay các ác ý khác nhắm đến bản thân đã phát sinh giờ thì ta phải thực hành chánh tinh tấn để buông bỏ chúng làm được thế là ta một lần nữa thực hành chánh tư duy hãy nhớ rằng nếu ta cố gắng quá sức thì ta tạo ra nhiều đau đớn và căng thẳng hơn tuy nhiên với chánh niệm ta sẽ nhìn thấy được vấn đề đó rồi chánh tư duy một lần nữa lại trở nên hữu dụng lần này là để giải nhiệt cho tâm với tư duy về tình thương yêu dành cho bản thân. Những sự thành công như thế trong việc phun trồng chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn và chánh niệm sẽ giúp tâm lắng động, tâm trở nên định tĩnh hơn. Đây là một biểu hiện của bước thứ 8 trên con đường chánh đạo, chánh định. Khi đạt được định sâu lắng thì sự đau đớn tinh thần cũng như thể xác sẽ qua đi. Khi sự đau đớn đã tan biến, ta sẽ cảm thấy đầy an bình, tĩnh lặng và hạnh phúc. Các trạng thái này ngược lại sẽ đưa ta vào tầng định cao sâu hơn. Định sâu lớn hơn sẽ giúp tâm chánh niệm được củng cố và ta tiếp tục quan sát các chứng nghiệm của mình. Ta thấy rằng cái đau biến mất vì ta buông xả lòng tham muốn đối với dục lạc. Sau đó, chánh kiến sẽ tăng trưởng khi ý nghĩa và hiệu lực của diệu đế thứ ba trở nên tách bạch khi chấm dứt tham ái thì khổ được đoạn diệt. Có thể nhận thấy rằng trong thí dụ vừa rồi chúng ta đã không nói đến khía cạnh đạo đức của bác chánh đạo đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng tức bước thứ ba, thứ tư và năm. Nhưng chúng cũng có mặt vì chúng đóng vai trò quan trọng trong một cuộc sống tốt đẹp. Sống thiếu đạo đức sẽ khiến tâm không an, khiến cho việc hành thiền trở nên khó khăn ngay cả trong những hoàn cảnh thuận tiện. Ta cần có một nền tảng đạo đức vững chãi trước khi có thể duy trì được định và giữ được quyết tâm mạnh mẽ khi đối diện với những đau đớn của thân tâm. Do đó, khi đã thực hành không sai lệch các bước trên con đường đạo tức bát chánh đạo của Đức Phật, ta sẽ tìm thấy trong đó phương cách để buông xả khổ đau. Khi làm được như thế, ta sẽ chánh kiến được diệu đế cuối cùng trong tứ diệu đế. Sự thật rằng phương cách để chấm dứt khổ là đi theo con đường bát chánh đạo. Đến đây, chúng ta đã điểm qua tất cả bốn khía cạnh căn bản của chánh kiến. Khi đã tự mình thấy được tứ diệu đế diễn biến như thế nào trong trường hợp này, chúng ta cũng đoán được chúng sẽ vận hành ra sao trong cuộc đời nói chung. Do đó, Bánh xe trí tuệ sẽ được tiếp tục quay vòng. Tóm lược về chánh kiến. Những điều sau đây nhằm giúp ta đạt được hạnh phúc thông qua chánh kiến. Chánh kiến giúp ta hành động trong sự hiểu biết về nhân quả và tứ diệu đế. Tuân theo luật nhân quả, hành động một cách khôn khéo sẽ đem đến những kết quả tốt đẹp và hành động bất thiện sẽ đưa đến những kết quả xấu bất cứ hành động nào phát xuất từ tâm tham sân hay si đều đưa đến đau khổ do đó là các hành động bất thiện hay sai trái bất cứ hành động nào không bị ảnh hưởng của tâm tham sân hay si sẽ đem đến hạnh phúc do đó là hành động thiện hay đạo đức tứ diệu đế giải thích về khổ nguồn gốc của khổ sự chấm dứt của khổ và bắt chánh đạo con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ chấp nhận sự thật về khổ giúp ta nhận ra được chân hạnh phúc sinh già bệnh chết phải rời xa những gì ta yêu và phải ở cạnh điều ta ghét muốn cái ta không được và được cái ta không muốn tất cả đều là khổ khổ phát sinh khi ta không chấp nhận vô thường bản chất khổ và tính chất vô ngã của dạng pháp Ái dục là nguồn gốc sâu xa của khổ, ta càng tham ái bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Ta phải chịu trách nhiệm cho lòng tham ái và những hành động có chủ đích của mình. Khi biết chấp nhận trách nhiệm đối với hậu quả của các hành động có chủ tâm thì ta sẽ có thể chuyển đổi hành động của mình. Khổ có thể được đoạn trừ. Tám bước trên con đường đưa đến hạnh phúc của Đức Phật, tức Bát Chánh Đạo chỉ bày cho ta các phương cách để đoạn diệt khổ và đạt được hạnh phúc toàn diện. Chánh niệm có thể giúp ta liễu tri tứ diệu đế và bắt chánh đạo, con đường đưa đến hạnh phúc